trong kinh Phật lực có câu: do nhờ Phật lực này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Chúng con nên hiểu sâu xa câu này như thế nào? Ê tăng măng gà la mút tăng măng Ê tê là sắc cho quách chê là hồ tú mê cháy gà măng gà lăng Ê tê nó sắc cho quách chê nó. Do nhờ sự thật này, do nhờ sự thật này, chứ phải do nhờ Phật lực này. Do nhờ sự thật này, sắc chê nó. Bởi vì bằng cái sự thật này, sắc chê nó, là bằng cái sự thật này thì mong cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Tức là ở đây á, là có một cái là cái sức mạnh của sự thật. Sức mạnh của sự thật á, nó có thể làm nghịch chuyển dòng nước, có thể làm cho một người hết đang bệnh nặng được hết bệnh. Cái sức mạnh của sự thật á, nó có tác dụng ghê gớm lắm. Ví dụ như là một cái cô kỹ nữ, cổ nói, cổ phát nguyện sự thật như thế này: cái đời tôi làm gái là chỉ bởi vì là tôi phải nuôi thân, không có sự lựa chọn khác, chứ tôi không hề có sự tham đắm ở trong cái mối quan hệ nam nữ. Nếu như điều tôi nói là thật thì mong cho dòng nước hãy chảy ngược dòng, và ngay lập tức nước chảy ngược dòng. Hoặc như Bồ Tát khi mà Ngài xuống cái dòng sông Ni Liên mà Ngài tắm, nói, nếu như mà đời này gọi là lần này mà tôi đắc thành chánh đẳng giác thì cái bát hãy trôi ngược dòng sông, và quả thật cái bát trôi ngược dòng sông. Tức là nó có thể đi ngược lại tất cả các cái định luật vật lý xưa giờ. Có sức mạnh của sự thật. Trong rất nhiều bài kinh ấy, thì Chư Tăng dùng cái sự thật để mong cho người khác được hạnh phúc. Như cái bài cái gì tôi quên mất. Uttamange na wande hang ba la su tang u tyo to to. Natthi me saranang anyang buddho me saranang varang. Cái câu cái gì hay tụng. Chẳng có chi đáng cho tôi phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên tôi phải hết lòng thành kính mà nương theo. Ê tê nó sắc cho quát chê, nó hô tu tê cho nhâm ăn đó. Do nhờ sự thật này xin cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Đó cái sự thật. Khi mà mình nói mình phải tin như vậy kìa. Ví dụ như mình nói là tất cả các cái gọi là các cái tài sản trong thế gian này có nhiều thứ nhiều loại, các cái tài sản ấy chẳng sánh bằng Phật bảo đâu. Vì sự thật ấy mong cho sự hạnh phúc phát sanh đến người. Mình nói phải tin như vậy. Thì do năng lực của sự thật thì nó sẽ đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc. Thì do đây là vấn đề của cái sự thật. Cho nên trong 10 cái ba la mật á, có cái là sắc cha pa ra mi, là cái chân thật ba la mật. Cái sức mạnh của sự chân thật nó mạnh lắm. Tại vì chúng sanh thời nay họ nói dối quá nhiều, cho nên là họ không có sức mạnh. Cái sự chân thật, sức mạnh ghê gớm.